Triệu Vy bị chồng đại gia cho bay màu, mất luôn cả quyền nuôi con. Mới đây, trang tin Sohu của Trung Quốc đã có bài viết hot đặt tại trang chủ làm rộ lên nghi vấn Triệu Vy và chồng đại gia chính thức ly hôn. Theo đó, rất nhiều người phát hiện ra Huỳnh Hữu Long đã xóa sạch sẽ bức ảnh liên quan đến Triệu Vy cách đây 3 năm. Hành động này giống như việc đại gia họ Huỳnh không còn muốn có bất cứ mối liên quan nào với nàng én nhỏ. Theo thông tin mà Sohu chia sẻ, Huỳnh Hữu Long rất ít khi đăng bài trên tài khoản Weibo cá nhân. Vào năm 2018, đúng ngày sinh nhật vợ, anh có đăng tải một bức ảnh chụp bó hoa kèm theo lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật vợ, mong vợ luôn bình an, có nhiều sức khỏe." Đáng chú ý, phía dưới bài đăng này, Triệu Vy có bình luận chia sẻ một bức hình selfie như một lời cảm ơn. Không chỉ vậy, đã 2 năm nay, cả Triệu Vy và ông xã Huỳnh Hữu Long không có bất cứ tương tác nào trên mạng xã hội, đi chung sự kiện hay bị chụp ảnh xuất hiện bên nhau. Trước đó, nàng Tiểu Yến Tử cũng gây xôn xao khi xóa ảnh liên quan tới chồng. Triệu Vy kết hôn với Huỳnh Hữu Long năm 2009, cả hai không tổ chức đám cưới và có một cô công chúa nhỏ được đặt tên là Tiểu Tháng Tư. Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, cả hai vô cùng ngọt ngào và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Vậy nhưng những năm gần đây, tin tức xấu liên tục bủa vây lấy cặp đôi này. Từ việc làm ăn thua lỗ, bị phạt vì gian lận chứng khoán cho tới việc hôn nhân không hạnh phúc, cặp đôi đều chịu vô số áp lực và chỉ trích từ dư luận. Không chỉ vậy, Triệu Vy hiện đang vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ kém 8 tuổi Kha Dục Danh. Cách đây không lâu, cặp đôi bị bắt gặp tới một nhà hàng dùng bữa. Sau đó khi ra về, cả hai trở nên kín kẽ, cẩn trọng, giống như sợ bị người khác bắt gặp. Trang Sohu cho biết, Triệu Vy ngày hôm đó đã đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Cô mặc một chiếc áo khoác dày ra khỏi nhà hàng trước, cố tình giữ khoảng cách với Kha Dục Danh. Chỉ vài bước chân sau, Kha Dục Danh cũng rời khỏi nhà hàng. Cả hai nhanh chóng bước tới một chiếc ô tô đổ gần đó. Điều đáng nói, sau khi dùng bữa xong, cặp đôi cùng nhau trở về khu nhà của Triệu Vy, chứng minh mối quan hệ vô cùng đáng ngờ. Đây là lần thứ 3 Triệu Vy bị bắt gặp cảnh hẹn hò, thậm chí dấy lên nghi vấn ngoại tình với Kha Dục Danh. Những lần trước đó, phía ekip của nữ diễn viên đứng ra phủ nhận tin đồn. Từ năm 2016, sự nghiệp kinh doanh của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long thành công rực rỡ, nâng giá trị tổng tài sản của cặp vợ chồng lên đến gần 800 triệu đô la Mỹ. Chỉ một năm sau đó, cả hai ghi tên mình vào danh sách tỷ phú của Trung Quốc với tài sản vượt ngưỡng tỷ đô. Triệu Vy còn được giới kinh doanh tặng danh xưng Warren Buffett phiên bản nữ của giới giải trí. Cứ ngỡ nàng én nhỏ sẽ có một cuộc sống viên mãn về sau khi cô sở hữu gần như mọi thứ mà người đời mong ước, từ sự nghiệp thành công cho đến gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, từ năm 2008, scandal gian lận cổ phiếu làm ảnh hưởng đến trật tự thị trường chứng khoán của hai vợ chồng Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long đã bị xử phạt hành chính và cấm không được tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Cả hai phải đối mặt với những vụ kiện tố tụng dân sự khi mà chỉ tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 đã có 456 đơn vị đứng ra khởi tố và yêu cầu bồi thường số tiền lên tới 57,7 triệu tệ, tương đương 205 tỷ đồng. Tháng 4 năm nay, hàng triệu tệ tiền cổ phần thuộc quyền sở hữu của nữ diễn viên họ Triệu tại 3 công ty gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Bắc Kinh Phổ Lâm, Công ty Thương mại Long Húc Tân Bắc Kinh, Công ty Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh Dịch tụ đã bị đóng băng. Đáng chú ý, số cổ phần bị đóng băng lần lượt có giá trị là 2,1 triệu tệ, 7,4 tỷ đồng, 500.000 tệ, 1,7 tỷ đồng và 126.000 tệ, 450 triệu đồng. Thời gian đóng băng là từ nay đến tháng 4 năm 2024. Bên cạnh đó, Triệu Vy còn bị nghi đã mất quyền nuôi con. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Triệu Vy 3 lần nhắc tới câu bé Tiểu Tháng Tư rất khổ. Triệu Vy cho biết cô hoàn toàn không có cách nào để ở bên chăm sóc con. Hai mẹ con duy trì liên lạc bằng việc gọi điện mỗi tối. Ngay cả lúc đang nói chuyện, cô cũng rất bận rộn vì công việc. Chính vì vậy, đợi đến lúc có thể rảnh rỗi thì bé Tiểu Tháng Tư đã chìm sâu vào giấc ngủ. Không chỉ vậy, hồi đầu tháng 3 năm nay, con trai riêng của Huỳnh Hữu Long có tổ chức buổi trực tuyết tại nước ngoài. Có ông Huỳnh và bé Tiểu Tháng Tư tham dự, tuy nhiên Triệu Vy lại không tham gia.